Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay nhà vườn lên giao lưu với cô chú anh chị mình cần thăng lưng xanh siêu bông xếp đế và lại mang chi thủy tung nu nha cô chú anh chị. Mã đầu tiên mã số 1 là một cây cần thăng nha. Củ đế quái này ha. Dạ. Già cây lắm nha. Phơm tàn thì mình phơm mà. Siêu già luôn. Cây này tiện có đắp ghiêu vô nè. Thân nó lên cớm rồi, già lắm nó lên cớm. Lên cớm rồi ha. Thì già cây. Lá nó nhỉ luôn nha cô chú anh chị. Đây có một cái vết sẹo nhỏ ở đây, xử lý kỹ, cuốn mép rất là tốt, cuốn mép còn nặng. Em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã số 1 nha cô chú anh chị. Đây, cái đường thân với cái vàng đế mặt trước nó đây, đế quái ha, rồi mặt sau nó đây, quái xương bên dưới đây, xương sữa chi tiết luôn ha, cây thần chậu nha cô chú anh chị. Phơm tàn thì mình phơm mày ha. Đó. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số của mã số 1 nha. Đây, tổng hoành của củ đế. Tổng hoành của củ đế bên dưới đây là 28. Cái hoành thân. Cái hoành thân nó ở trên đây. Cái hoành thân nó là 11,5 tức 11 thôi, hoành thân là 11. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 22. Hết tán ngang của nó là 36 nha. Thì mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k nha. 500k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 2 nha cô chú. Rồi em lên tiếp mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 cũng là một cây cần thăng quái luôn nha. Già cây lắm nha. Dữ luôn già. Thân lên cớm quá trời luôn. Siêu già. Phơm mịn lá thì nhỉ nhừ luôn ha. Để em xây vài vòng em sẽ báo thông số của mã số 2 nha. Cái đế cũng quái nha. To nha, cũng đế quái to luôn ha. Cái hoàn thân trên này cũng to luôn. Cốt cành to, sữa gục gịch luôn nha. Đem xây vài vòng em đưa gần cô chú anh chị coi cái nhà củ đế này cực kỳ quái luôn. Đây củ đế này cực kỳ quái luôn nè. Sườn mình dưới ở đây cốt to sữa gục gịch luôn ha. Đây siêu già, rất là già nha. Cái phơm nó đây mịn phơm lá nhuyễn luôn ha. Rồi để em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 2 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số của mã số 2 nha. Cái hoành, hoành củ đế nó đây. Hoành củ đế nó dưới đây là 32 nha. Hoành củ đế là 32. Chiều cao của cây là 28. Hết tán ngang của nó là 31 nha. Thì mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k nha. 500k là nhà vườn mình bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 3 nha. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Còn cái cây này cũng bự. Củ đế to lắm nha, già cây. Bự chậu bá luôn. Cây này thân cũng hoành thân cũng to luôn nha cô chú anh chị. Nè. Cái phơm đó nè. Rồi mịn phơm, lá nhuyễn luôn. Dày phơm luôn á. Đem xây vài vòng để gần cô chú anh chị coi củ đế. Phơm tàn với dàn xương bên dưới nó nha. Dữ lắm già. Già cây phơm rất là mịn luôn. Lên cớm, già lắm nha. Đây, em đưa gần của chú anh chị coi cái củ đế này. Rất là to nha. Trên đây con củ này cũng to nè. Sườn bên dưới này. Cốt cành to nè. Sữa gục gịch luôn. Thần chậu nha cô chú anh chị. Phơm nó đây. Còn có dày phơm nè. Cực kỳ già luôn. Rồi để em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 3 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số của mã số 3 nha. Đây, tổng hoành của cái củ đế. Tổng hoành của củ đế nó ở đây là 40. Hoành thân. Hoành thân ở trong đây. Hoành thân ở trong đây là 7,5 tính 7 thôi. Hoành thân là 7. Chiều cao của cây là 17. Hết tán.
hết tán ngang của nó là 39 nha. Thì mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 500k nha. 500k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 4 nha. Giờ em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 4 là cây linh sam siêu bông ship đế nha. Để siêu đẹp luôn, để thành cái bệt luôn. Và cây lùng lực, đế đẹp cốt to nha cô chú anh chị. Đem xây vài vòng em đi gần cô chú anh chị mình coi. Thôi bộ đế nè. Đế gỗ băng. Đế trắng có màu vậy nữa nè. Thành cái bệt luôn rồi. Cốt cằm to, phơm tàn, bệnh phơm nha cô chú anh chị. Em xây vài vòng em đưa gần cô chú anh chị coi cái mặt đế, cái dàn cốt cằm đó ha. Thì đây, cái dàn mặt đế mặt trước nữa đây, nó mới có cái bệt luôn nè. Cây lùng lực ha, rồi đế mặt sau nó đây, rất là đẹp nha. Xương bên dưới đây, cốt to nè. Qua tới cái dàn xương đó, sửa chi tiết cực kịch luôn ha. Cái phơm nó đây, mịn phơm ha. Rồi để em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 4 nha cô chú anh chị. Cây đẹp lắm nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 4 nha. Cái hoành gốc, hoành gốc nó ở đây là 12. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 17. Hết tán ngang, hết tán ngang của nó là 44. Thì mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. 550k là nhà vườn bên đây bao ship nha cô chú anh chị. Đó. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 5 nha. Rồi em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Số 5 cũng một cái mây chiếu thủy tung nu nha. Đế đẹp, lùng lực nha cô chú anh chị. Phơm mịn đang cho hoa luôn nè. Già cây lắm nha. Em xây về dòng em sẽ báo thông số của mã số 5 nha cô chú anh chị. Cái gì à? Hẹo cũng hết luôn à. Sợ cũng rất là tốt nha. Đế đẹp, trắng sát, có đế màu ra luôn nè. Thần chậu luôn nha cô chú anh chị. Đây, em đưa gần cô chú anh chị coi cái vàng đế đường thân mặt trước ở đây. Phôi xử lý rất là lùng nha. Đó, mặt trước đây, rồi mặt sau đây. Cốt khá to nè. Xương bên dưới đây, xương dầm lên rất là nhiều nha. Cây thần chậu luôn ha. Phơm đây, mịn phơm, đang cho hoa luôn. Rồi để em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 5 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 5 nha. Cái hoành gốc nó đây. Hoành gốc nó đây là 14. Chiều cao của cây là 15. Hết tán ngang của nó là 32. Thì mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. 550k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi lên tiếp mã số 6. Rồi lên tiếp mã số 6 nha cô chú anh chị. Mã số 6 cũng là một cây mây chiếu thủy tung nu nha. Cái già, già khủng khiếp già luôn á. Già cây đế đẹp, đế này là nó bích cái chậu luôn nha cô chú anh chị. Sạch kẽm già cây ha. Thì tên thân cũng một vài cái vết thời gian nha cô chú anh chị. Sao nó bị sao mà. Bị sao cứng ngắc rồi. Già nó giữ trong già, không biết. Nó già giữ trong già. Do cây nó già quá. Già mà cái máy sạch trong ra luôn á. Đây sẹo này. Sẹo cuốn rất là tốt nha cô chú anh chị. Đế đẹp luôn á. Đấy đẹp luôn, sẹo ngọn đây là cũng kính luôn nè. Đó, hết kẽm, còn có gọng kẽm là để em gàn cái cành lại thôi à. Cái giờ dữ lắm vậy. Đó, em xây vài vòng em cho cô chú anh chị coi cái vàng phơm tàn, vàng xương với vàng đế nữa ha. Đây nè, cái đường thân nè, chỗ này bị sam cứng lại. Đó, cuốn hai bên nè, đế đẹp nha. Đế gà hết chậu luôn á, góc to luôn nè. Dạ lắm. Rồi mặt sau nó đây. Đế, sẹo cuốn mép rất là tốt nè, sẹo cuốn kính luôn. Xương bên dưới nè. Nó sạch kẽm, xương dâm lên rất là nhiều nha. Phơm nè, mịn phơm rồi ha. Rồi để em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 6 nha cô chú anh chị. Hàng này cũng đang có phân hữu cơ nhẹ nha cô chú anh chị. Vì mình có muốn ép chậu thì mình chờ tầm 10 ngày nữa ha. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 6 nha. Cái hoành gốc nó ở đây là 22.
chiều cao của cây là 29, hết tán ngang của nó là 45. Thì mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k nha. 650k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi thì mã số 6 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu như quý cô chú anh chị mình thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi em xin